Chọn cái thấm cái lúc mình để cho xăng nấu luôn nè, để cho ngấm đi đọc ra. Đây là rau nha, lá gian nè. Họ có cái dạng này ngay đó cũng tốt đó nha. Nấu qua gà nấu. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Ở đây mình mua cánh gà với lại chân gà nè cả nhà. Mình này nấu lá giang. Cánh gà nấu lá giang mình ăn với bún. Đây có rau nêm nè, có hành tỏi, hành ớt mình nấu. Có ớt nữa. Giờ mời cả nhà vào bếp với mình nha. Mời cả nhà vào bếp nha. Giờ mình ướp cánh gà với chân gà cả nhà. Cho đây hành tỏi. Cái muỗng nước mắm này. Nước xanh với nước đỏ mình đập dập dập. Ướp. Rồi vô. Miếng tiêu. Cho vô miếng đường. Ngọt. Trộn đều quá. Trộn vô thấm xúc cái mình lấy cho nó sang mình nấu luôn đó nha. Mình để cho nó ngắm thì mình đi mặt ra. Đây mặt ra luôn nha. Lá giang nè. Họ có lá giang này, ngay lá này cũng tốt quá nha. Lá màu tươi. Nấu gà nấu lá giang ngon. Lá còn bự không? Cái này mua được lá tốt rồi chứ mấy bữa mua nhầm lá gói ở trong nhỏ 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 không. Đây giờ mình bắt ngoài nước lên luôn. Bây giờ nữa giờ mình mặt xong mình nhầm mình rửa luôn. Mình rửa. Ba nó vàng ăn khoảng nước chua cái mùa nó ra chua chua ngon. Chảo nóng mình cho dầu vô mình xào thịt luôn cả nhà. Thì chảo nóng mình cho vô mình thịt cho mình xào luôn. Cánh gà với chân gà cho mình xào cho xong cái hồi mình thả vô cái nồi nước đó. Sắc ớt hồi mình ăn với làm nước mắm ăn luôn nha. Mai mình làm nước ăn gà nấu lá giang mình ăn nước mắm mặn. Vậy mùi lên thơm. Cắt ngò gai xong rồi mình cắt ớt luôn. Ớt mà mình bỏ vô nêm luôn.
cánh gà mình xào cũng săn rồi nè cả nhà. Mình cho vô nồi nước luôn, nồi nước mình cũng sôi rồi. Đem qua bỏ vô nồi nước. Cho vô nồi nước thôi. Đây nha, cho nồi nước. Đó. Giờ nêm vô cái nồi này một muỗng đường. Ngọt. Để mình có ớt ít mình nêm thêm ít nữa cho nó đậm đà, xíu muối nữa. Ê, sắp xài ra hồi mình ăn trắng miệng không nha, quá trời cái xài ăn chín mà vàng đẹp quá. Xài này tới mùa chín gộ quá trời luôn, mình mua ngày nào cũng mua xài hết. Cái nào cái nấy vàng ươm ngon, xài này thơm mà ngọt quá. Gà mình cũng sôi, giờ mình cho nó rang vô. Rang vô gà nước chua. Giờ là gà mình chín nè, múc ra cái nồi nhỏ nè, mình cho tên biết tên nhỏ mình ăn luôn cả nha. Mình múc ra này chút mình ăn cái mình bỏ rau thơm lên. À, quá trời một nồi, quá trời luôn. Nồi này ăn hả, bể bụng luôn à. Gà lá giang cũng chín ở nhà, mời cả nhà dùng gà lá giang của mình nha. Mời cả nhà dùng gà lá giang nha. Ừ, cái gà nhiều mà bỏ mỡ ôm vô rau thơm nha anh. Mình bỏ rau thơm nữa, bỏ thơm vô. Đó. Nóng. Ok. Cái này ăn nóng mới ngon không? Dạ. Dạ qua gấp đi con. Chín rồi. Dạ. Có chưa không? Ăn tớ này mới thích ăn. Lên một ngày ta có những rẻ này. Đi mua hai lõi, lõi cắm rồi giò. Bye.
gì nóng giờ thổi vậy. Nóng quá à. Ê, vớt vớt gà ra cho muỗng cái bông để ăn hay sao? Vớt muỗng ra đó. Vớt ra gì hết mất rồi. Chân gà nó giòn giòn. Mua hai thứ cắn với chân. Vậy hai thứ ai để thích ăn cái gì ăn đó. Ừ. Nó giờ nó bị chua thanh ngon ha. Chua chua thanh thanh thanh.
quá. Dài á. Rồi, con hết rồi đó nữa. Lâu ăn gà nấu lá vàng là thôi. Giờ miếng giấy à? Đổ một hồi luôn. Bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.